Bayern mà không có Cruz. Sao đá thua đúng một thằng ngu vậy vậy? Anh nhớ, anh nhớ thua đúng một thằng ngu vô đây. Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thanh Hòa hoặc là link shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và team Bayern Munich nha mọi người nha, 300 tỷ. Team này thì với mức giá này 300 tỷ làm team Bayern cũng khá đẹp. Thực chất Bayern này nếu như anh em mà rẻ hơn, anh em chịu khó mua mấy con này cộng 1 và đập lên thì nó không trả bao nhiêu đâu, khoảng 200 là cùng rồi. Nhưng khá ổn áp, dùng hết cho đội chính luôn. Cảm ơn Minh Thông nha, anh em chụp tấm hình em gửi vào fanpage mình á. Và ưu tiên mấy bạn nào mình đã từng check đặt và anh em mua đúng cầu thủ mình đưa ra thì sẽ được check. Và nếu anh em nào có hình đặc biệt thì em cũng chụp tấm hình em ghi vào đó luôn. Khi nào test mình sẽ báo mọi người, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và team Bayern này với 300 tỷ thì với những con hàng như Lewan nè, cộng 5, Perisic cộng 5 đẹp chứ đúng không? Mane đó, muốn đẹp có đẹp và chịu khó thêm xíu nữa đập Kroos, Müller kiểu lên 5 nữa ngon. Và đây là những cầu thủ có AI chuẩn nhất của Bayern Munich rồi. Lewandowski sẽ là ST đầu tàu. Và Perisic best on group, đây là mùa giải hay nhất của Perisic luôn nha. Và chỉ số về AI mọi thứ, Perisic có khả năng tách hậu vệ ra rất là tốt. Lewan điểm tặng 131 luôn hả, ghê quá vậy. Lewan World Cup này ngon nha, nhiều bạn chơi Lewan World Cup thì ngày hôm nay đã các bạn sẽ thấy được Lewan World Cup sẽ biểu diễn như thế nào. Müller và Mane, Sadio Mane và Thomas Müller. Müller này tạt bóng cao vậy, Mane xuất sấy cao, được, Mane chạy. Müller chọn chỉ dứt điểm về hoa chỉ soạn. Müller best World Cup thì nhiều bạn chơi là ít chỉ soạn đúng không, nhưng không sao đâu. Müller là Müller, chỉ soạn đôi khi không quan trọng với những đồ thủ hay đâu. Và tốc độ có nè, Toni Kroos và Lothar Matthäus. Hơi phân vân chỗ này, nếu như Matthäus này là Matthäus best World Cup và mà hoặc là Matthäus icon thì có vẻ hợp lý hơn. Và đây Matthäus lên ở cũng được, khả năng AI chọn chiến khá là tốt. Toni Kroos còn phải nói là nếu anh em build Bayern, anh em build Real, anh em build đội tiếng Đức mà không có Toni Kroos thì khó đá lắm. Và cặp CB sẽ là sự hiện của Jerome Boateng với lại Pava best World Cup. Jerome Boateng, Pava best World Cup. Hên to, còn hên trung bình. Boateng bị cái sai sở chậm, nhưng mà nếu như trong team Bayern thì chỉ có hai con thêm to hay nhất là Upamecano với lại con Boateng à. Suler thì chưa có mùa nào ổn áp được. Alphonso Davies và Hoàng Bên Đá sẽ là hàng về cánh à. Còn có Masraoui không? Masraoui. Cái Irisa này, con Sa này chân phải đúng không? Con này chân trái mà sao tắc banh được, tắc banh ngon lắm. Masraoui có nè, ở Masraoui vào. Còn quá để chơi Masraoui nữa. Bayern thì có lọn ra Masraoui cao 1m83 luôn đúng không? Chạy nhanh cao 1m83, ngon ghê. Này đá quốc dân được luôn á. Mane Neuer sẽ là hậu GK cuối cùng. Và lắc Lucas Hernandez dự bị nè. Nói chung đội này dùng hết vào đội chính thôi. Và nhà quản lý của 4-2-3-1 thì anh em sẽ chọn huấn luyện viên, đó chính là James Goodwin nha. Tại chỉ có ông này là ngon nhất à. James Goodwin tốc độ truyền của số chính xác nha. Tại 4-2-3-1 này không biết tại sao trong game này nó lại không có chỉ số truyền chính xác. Chiến thuật đơn trước đội nha, chiến thuật đơn của chiến đội của 4231 đây là đội hình phản công, nó không nhanh đâu, nó chậm lắm và nó chuyền ngắn. Ở đúng là đây giống như hình của mình chỉnh luôn nè, chuyền ngắn thôi. Và tạt, khả năng tạt thì tăng lên để nó có thể xâm nhập vùng cấm cầu thủ khi mình ra cánh á. Ở trong sẽ có người chuyền bóng này cao nè, tại cái đội này ưu tiên chuyền bóng xuất xa nhiều. Cái ghép lực đội này thì anh em để cái quyết liệt với lại cái lên hình thấp thôi, cầu thủ nó chạy về và tổ chức hết nha. Đây là chiến thuật đơn nha, em có thể có bi cần chiến thuật đơn của 4-2-2-4-2-3-1 này thì nó sẽ ưu tiên là cái bàn mặt, cho nên mọi người anh em để mặc định hết đi. Tại AI của team Bayern Munich này thì rất là hay, là để mặc định hết rồi. Em đừng chỉnh chiến thuật đơn nhiều nha, bởi vì cho dù anh em chỉnh có nhiều đi mà anh em dùng mấy thằng cầu thủ nó không hay, nó không giúp anh em đá được đâu. Mà anh em dùng mấy thằng cầu thủ mà AI tốt như Müller, Perisic cái kiểu này thì vô nó chạy giùm anh em hết à. Và huấn luyện viên kỹ năng của đội hình này ưu tiên cái Tiki Taka, bởi đội này CM rất nhiều và chuyển rất nhiều á. Ưu tiên Tiki Taka cho đội này nha. CM anh em đẩy Tiki Taka hết. Và đoạn này Tiki Taka hết ta. Đấy, chuông đỡ bước 1 luôn nè. Thì đổi Tiki Taka qua đây, chuông đỡ 1 từ đây. Đỡ bước 1. Từ đây. À này không có. Tiki Taka có nè. CB. Châu dưới đồng hồ. À tắt bóng đồng hồ. Masui nè, chỗ này dưới đồng hồ cũng được. Ở có Tiki Taka cho Balak nữa nè. Tiki Taka. Đẩy Tiki Taka vào đây, này Tiki Taka phải phối hợp nhiều. Ok nha. Và đây là cài đặt hình ảnh
âm thanh nút cái kiểu hình ảnh của mình để cao nha anh em, cấu hình cao nha, tự livestream để có hình cao cho đẹp anh em, nếu như anh em không có livestream anh em có thể giảm cấu hình lại cho đỡ giật hơn. Đây thanh lực tắt nha, tường tôi tắt thanh lực, quỳ dưới hữu tắt luôn, tự động chọn áo bật nha để tránh những trường hợp mà anh em sẽ bị trùng màu áo á. Ok rồi, các bạn lại âm thanh đẩy lên thấp. Lút lên đầu đây nha, chạy nhanh này rồi hỗ trợ nè, đổ đồ kiểm pháp này tắt bóng. Ok dấu tên 551. Đây đây ban bật nha, 4231 này là ban bật, tại cầu thủ đứng gần nhau lắm, chuyền đâu có người chơi. Bà vào ngon nhớ là nhiều ông chơi bà vào best cấp cho thấy bà vào ok không? Bà thấy ổn áp hơn ông Lucas Hernandez. Cruz dẫn đầu. Họ Thomas Muller, anh thấy Muller chưa? Muller chỉ số không cao nhưng Muller có khả năng chọn vị trí tốt. Muller không có chỉ số ẩn nhưng mà Muller có chỉ số chân điểm cao. Muller đỉnh á. Tắt bóng, sọt con này áp sát á. Bây giờ người ta hay lắm mà, chắc coi là video của Thành Hòa nhiều. Coi video của Thành Hòa nhiều đúng không? Lên trình đúng không? Kỳ quá à. Hay quá, kèm cái tét quá vậy. Lô tham ma thớt sổ xuống kìa quá à. Ma thớt xuống kìa. Tôi sẽ bắn bén quá vậy. Ngày qua em có coi trận Bayern đá với lại Paris Saint-Germain á. Qua Bayern đá hay đúng không? Cẩn thận lại nha, giờ không để nào khinh đường đối thủ được đâu. Đó đá ghê kìa, chuyền kìa, nhìn cái chuyền là nó biết đá đó. Nhìn một hai đường chuyền là thấy tôi biết đá đó. Đó, chứ không phải là ông này mấy ông này là ông siêu sao lên đội lớp chuyên nghiệp nè. Đó, nhìn chuyền kiểu là biết đá chứ. Đó, chuyền chọc khe kìa. Ta cày thuê à, cha dạo này cày thuê nhiều vậy? Em vừa đáp với anh à, gì vậy trời, đây nè, đây nè, đấy đây nè, kia hay đó, kia hay đó, trận này đá chuyên nghiệp giờ kinh không ta. Em giờ bắt bài ghê quá. Đây nha, ok, ông kia đây á, kia đá khá là chịu chứ. Lê qua nè. Đó, giờ mình phải làm lại nè. Giờ phải làm lại nha, chứ mình kia đây quá, chịu nói anh em à. Phải làm lại nha, nãy cho trôn. Đó, giờ làm lại nè. Đó giờ mình làm lại nhanh đi chứ, chứ ông kia đó ghê quá. Đó, ghê quá. Hỏi gì vậy? Gì vậy? Đá vậy mà xàm à. Cầu thủ ngáo gì? Sao bàn đầu không bị ngáo? Sao bàn đầu không bị ngáo? Ông vô ảnh ghi bàn ảnh không đổ thừa là cầu thủ nó ngáo không? Mình vô ba bàn anh đổ thừa cầu thủ anh ngáo. Cái gì vậy? Rồi lúc ban đầu xong nói cầu thủ ngáo đi. À giờ người ta ghi ba bàn là anh đang thừa cầu thủ ngáo à. Khó quá anh em, giờ đá chuyên nghiệp khó quá à, giáo bằng à. Để nghe vui. Nghe chữ vui. Tính nóng quá anh em, tính nóng thiệt chứ. Trời ơi. Anh vô một bàn anh đổ thừa cầu ngáo, mình vô hai ba bàn anh đổ thừa cầu à. Đó. Trời ơi.
lão thật. Cày. Cruz Bayern mà không có Cruz sao đá? Thua đúng một thằng ngu rồi vậy. Anh nhớ thua đúng một thằng ngu vô đây. Cười đi chứ. Anh em giờ nóng tính quá. Anh em giờ nóng tính thiệt chứ. Van Persie. Mané nào, chuyền từ từ là sẽ lên được. 4-2-3-1 này khoảng cách của những cầu thủ nhau á, tuy rằng nó cũng hơi xa nhưng mà nó cũng rất là gần, nó ở mức vừa phải thôi. Sẽ có một hoặc hai trường hợp anh em sẽ có cầu thủ xa, nhưng đa số là nó sẽ gần. Khi dùng cắm rồi bó cục lại chính giữa dễ đá lắm. Giờ đá ghê quá vậy. 60% ghi bàn. 60% ghi bàn. Zero Moten, đội chính thức môn luôn hả, ghê vậy, chính thức môn luôn. Quá ta, Lê Hoàng xử lý vào anh. Bén. Hèn chi dạo này nhiều bạn nói là em nhờ xem anh Hòa đã lên được tinh anh, lên được từ chuyên nghiệp lên được tinh anh rồi cái kiểu á. À chắc là chắc mấy. Đúng là chắc mấy anh em coi livestream trên kênh mình luôn hay sao chứ, đá hay quá vậy. Dạo này trong group tôi thấy nhiều bạn nói em xem livestream Thanh Hòa lên được chuyên nghiệp, lên được tinh anh, chuyên nghiệp lên được thế giới kiểu. Thì cái này giờ đá ghê quá rồi. Lê Hoàng xử lý đẳng cấp quá vậy. Ủa ao luôn hả, trời, có 3-0 mà ao cũng vậy.